Xin chào các học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ đến với đề bài Cảm nhận tác phẩm Cảm xúc mùa thu, thu hứng của Đỗ Phủ. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 8 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video, mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe bài cảm nhận hay nhất. Đại thi hào Nguyễn Du đã từng đúc rút ra quy luật: người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thật vậy, dù cảnh có tráng lệ đến nhường nào, nhưng cũng vì tâm trạng con người mà nao núng theo. Đỗ Phủ khi xưa vì mang trong mình nỗi nước nhà mà khiến cho mùa thu sầu như đổ lệ, để rồi nỗi lòng thi nhân khắc lên thành ánh thơ thu hứng. Đó thật sự là một tuyệt tác của đời thơ Đỗ Phủ. Kể tên 10 nhà thơ đường xuất sắc nhất sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua Đỗ Phủ, người từng được mệnh danh là thánh thơ. Cuộc đời ông gắn nhiều với những đau khổ bất hạnh. Lúc nhỏ thì đói nghèo bệnh tật, khi trưởng thành lại vướng vào cảnh chiến tranh. Chưa bao giờ ông thôi làm thơ, ông gửi trọn lòng mình vào câu chữ. Khi sáng tác bài thơ Thu Hứng, thi nhân đã trải qua 11 năm lưu lạc nơi xứ người sau loạn An Lộc Sơn. Ông sống cuộc đời lưu lạc ấy ở vùng Quý Châu Tứ Xuyên, nơi mà núi non thi nhau hiểm trở trùng trùng điệp điệp. Trước nơi đây, một hồn thơ Đỗ Phủ lại hướng về quê cũ, chịu nặng suy tư. Và cũng từ đó, thi nhân mượn mùa thu để ký thác lòng mình. Như bao bài thơ đường khác, Thu Hứng cũng được chia làm 4 phần để thực luận kết. 4 câu đầu, tác giả vẽ nên bức tranh mùa thu nơi vùng Quý Châu, có núi, có mây, có trời. 4 câu sau là nỗi niềm của thi nhân khi đứng trước mùa thu, nhưng thực chất là đứng trước lòng mình mà nghĩ về phận lưu lạc. Mỗi phần đều có những đặc sắc về nghệ thuật và nội dung mà chúng ta còn phải khâm phục đến ngày hôm nay. Đứng trước cảnh Quý Châu, núi rừng bạt ngàn, tự nhiên lòng thi nhân cũng treo vào rừng, vào núi. Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm, vu sơn vu giáp khí tiêu sâm. Lác đác rừng phong hạt móc xa, ngàn non hưu hắt khí thu lòa. Thi trung hữu họa, đối với nhà thơ Đỗ Phủ quả không sai. Ta như nhìn được nét tay thi nhân chấm điểm từng nét của cảnh vật. Mùa thu về trên rừng phong, trên sương móc và núi non. Rừng phong có lẽ đã trở thành cổ điển cho mùa thu, khi lá phong chuyển màu đỏ cũng là lúc thu về. Nhưng cái nhìn tinh tế của Đỗ Phủ ở chỗ ông nhìn được sương móc trên những cảnh phong rụng dần lá ấy. Lá phong mang màu đỏ sẫm ly biệt, lại rụng dần theo ngày tháng, ắt hẳn là nói đến buồn đau chia ly. Nỗi buồn ấy dường như trở thành muôn thuở trong cảm xúc của mùa thu. Và giọt sương thêm vào cũng làm không khí trở nên u ám tiêu điều hơn. Cảnh thu được nhìn từ trên cao mà bao quát, nhưng dường như càng trên cao lại càng thấy xa lạ cô đơn. Ở câu thơ thứ hai, điểm nhìn vẫn treo chênh vênh trên đỉnh núi ấy, ba chữ khí tiêu sâm vang lên là mọi thứ cũng trở nên tối tăm mù mịt. Bản dịch dùng hai chữ hiu hắt, tôi nghĩ có lẽ vẫn chưa làm bật lên được sự u ám đến lạnh người ấy. Không gian đó trùm lên khắp vu sơn vu giáp, làm núi vu hẻm vu lại càng hiểm trở. Cả không gian núi non của vùng đất Ba Thục xưa hiện ra trước mắt tầng tầng lớp lớp. Mây mù che phủ cả núi cả rừng, là mây mù tự nhiên hay lòng thi nhân sầu mà tự khắc sinh mây? Nhà thơ đã nhúng cả ngòi bút bằng tâm trạng u sầu của mình mà vẽ nên cảnh vật. Hai câu thực tiếp theo, ta vẫn thấy cảnh vật nhuốm màu tâm trạng bi thương của tác giả. Núi non khép lại lại mở ra sông nước bạt ngàn. Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng, tái thượng phong vân tiếp địa âm. Lưng trời sóng rợn lòng sông thẳm, mặt đất mây đồn cửa ải xa. Thi nhân giờ đây không còn phải ngước mắt lên mà thu chọn cảnh vật vào nữa, hơi thu tỏa vào tình sông nước bi thương mà hùng tráng đến nao lòng. Các tính từ rợn thẳm gợi tả được cái hồn của cảnh vật và cả hồn người. Vì thác gành sông hẹp nên sóng từ giữa sông cứ thế vọt lên như một cảnh dị thường trong đời. Lòng sông hay lòng người mà sâu thẳm đến vậy? Liệu đây có phải cảm giác rợn ngợp của tác giả khi đứng trước cả sóng nước lòng sông bao la? Con người dường như quá nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ. Đến câu thơ thứ ba, mây mù lại lan tỏa khắp chốn, tái thượng phong vân tiếp địa âm.
Lúc trước là sóng chạm trời, bây giờ lại là mây tiếp đất. Cảnh vật chỉ có thể gợi bằng hai chữ hùng tráng. Mây đùn mây dày đặc như tiếp đất, vừa tả thực lại vừa lột tả tâm trạng. Vùng mây ấy che đi cả cửa ải, che lối về chốn cũ của thi nhân. Lòng người giờ đây cũng răng mác trong mây, cũng mập mờ khi nhìn về cố hương. Bốn câu thơ đầu đã lột tả được hồn của cảnh vật. Khí thu nơi đây có cái hùng vĩ tráng lệ của thiên nhiên núi rừng, nhưng lại đơn độc lẻ loi và mang màu u ám. Cả bức tranh của vùng Quý Châu cứ ẩn hiện trong tâm trí người đọc. Tác giả chỉ điểm chứ không tả, nên sức khơi gợi càng lớn hơn bao giờ hết. Đứng trước một cảnh trời thu như vậy, lòng tác giả liệu có thể an yên? Trong thơ cổ, thiên nhiên và con người vốn là thể hợp nhất. Cảnh núi non Quý Châu buồn như vậy, tâm trạng của người ngắm cảnh liệu có thể vui? Như một quy luật tất yếu, bốn câu thơ sau đã vén mở bức tranh tâm trạng thầm kín của thi nhân. Tùng cốc lượng khai tha nhật lệ, cô chu nhất hệ cố viên tâm. Khóm cốc tuôn thêm dòng lệ cũ, con thuyền buộc chặt mối tình nhà. Đây có lẽ là hai câu thơ hay nhất trong cả áng thơ Cảm Hứng Mùa Thu. Câu thơ vừa có cảnh lại vừa sinh tình. Không còn là những trùng điệp hùng vĩ của thiên nhiên, tác giả quay về với khóm cốc trước mặt. Dùng cốc để gợi mùa thu, đó không phải là nét mới của Đỗ Phủ. Nhưng trước màu hoa cúc ấy mà tuôn lệ thì có lẽ chỉ có nỗi lòng Đỗ Phủ. Hoa cúc nở nhưng lòng người lại tàn đến sơ xác. Liệu có phải mùa cúc nở cũng là mùa thu nơi cố hương của tác giả, lòng người lại nhớ đến những mùa thu xưa? Tức cảnh sinh tình, cúc cũng vì thế mà sinh lệ theo. Cái tài của Đỗ Phổ là dùng được những hình ảnh, chỉ cần nhắc đến là người ta hiểu được tâm trạng mình. Trên dùng cúc, câu dưới tác giả đặt hai chữ cô chu. Dùng hình ảnh con thuyền thôi cũng đã gợi sự lưu lạc thương nhớ lắm rồi. Chữ cô lại làm nó đơn độc lạc lõng đến nhói lòng. Con thuyền chở nỗi lòng thương nhớ, chở khát vọng quay về. Nhưng dường như trước cả núi non mây mù, nó không tìm được lại phương hướng. Lòng tác giả cũng ngổn ngang bề bộn như con thuyền đơn độc kia. Bức tranh mùa thu kia mới chỉ có tĩnh mà chưa có động, mới có họa mà chưa có thang. Hai câu kết có chút âm thanh vang lên như muốn đem lại sự sống. Hàn y xứ xứ thôi đao xích, bạch đế thành cao cấp mộ châm. Lạnh lùng dục kẻ tay giao thước, thành bạch chảy vang bóng ác tà. Bóng chiều giờ đây đã buông xuống nuốt trọn cảnh vật và tâm hồn thế nhân. Còn lại trong cảnh chỉ là tiếng giao thước may áo rét, tiếng chảy đập vải, là âm thanh của sự sống, nhưng dường như lại nhỏ nhoi quá, không đủ để phá đi cái âm u của cảnh và làm ấm lại lòng người. Trái lại, nó làm thi nhân nhớ đến những người lính nơi biên ải khi loạn nước chưa dẹp xong, chưa thể về bên gia đình. Tiếng đập vải ấy lại càng thêm chua chát. Cái lạnh lẽo của mùa thu đã bao trùm lên tất cả, lên cả tiếng đập vải giữa trời chiều. Âm thanh ấy khép lại bài thơ, để rồi thả vào hồn người đọc những âm vang còn băn khoăn mãi. Như vậy, cả bài thơ là hồn của cảnh và người vùng Quý Châu. Thiên nhiên dẫu có đẹp, có hùng vĩ đến đâu cũng không làm cho lòng người khởi sắc. Vẫn là một hoài niệm về chốn cũ chất chứa, như một chiếc thuyền đơn độc, lẻ loi, hay tiếng đập vải giữa đất trời. Ta thấy được cả một tài năng nghệ thuật trong cách tạo vế đối, cách dùng từ đặt câu. Đỗ Phổ đã dùng lòng mình mà trải nên thơ, đã viết cảm hứng mùa thu thành khúc thu của nhân loại. Thời gian rồi sẽ trôi, nhưng thu hứng vẫn sẽ nằm ngoài sự băng hoại của nó. Hết bài cảm nhận. Cảm ơn các em và các khán thính giả đã cùng lắng nghe.